Rồi vợ ra bàn ngồi ăn đi để anh làm đồ. Không, em nấu nướng xong xuôi hết rồi, hôm nay em nấu phở cho cả nhà mình ăn đó. Anh đi ra ngoài ghế ngồi đi để em múc cho. Không được, mấy cái này là công việc của anh, để anh làm. Ra ngồi đi mà. Không, để anh làm mà. Anh ngồi để đi. Anh bưng cho. Ngồi đi. Dạ. Đó. Em ơi. Ngủ mà. Em ơi. Cái gì vậy? Em đừng đánh anh nữa. Tôi đánh ở ngoài nào? Đừng đánh anh nữa. Anh, em đừng đánh anh nữa. Anh không đánh em là tại vì anh xót em. Chứ cỡ em, anh đánh em bầm đầu. Anh không thể nào đánh em được. Bởi vì anh yêu em. Vợ à, yêu vợ lắm. Anh không biết được là anh sẽ chịu đựng được tới khi nào. Cho nên là vì con thương anh, đừng đánh anh nữa. Không lẽ mình hung hăng dữ tợn dữ vậy hả ta? Phải thay đổi thôi. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Tôi sẽ nắm tay nhau đi chung tiền. Anh xin lỗi, anh ngủ quên. Anh bệnh. Không có sao hết á. Trời ơi, anh mệt đó thì anh cứ ngủ thêm chút nữa đi, không có sao đâu. Nha, bệnh nó thương quá rồi. Vợ ra bàn ngồi ăn đi để anh làm đồ. Không. Em nấu nướng xong xuôi hết rồi, hôm nay em nấu phở cho cả nhà mình ăn đó. Anh đi ra ngoài ghế ngồi đi để múc cho. Không được, mấy cái này là công việc của anh, để anh làm. Ra ngồi đi mà. Không, để anh làm mà. Anh ngồi để đi. Anh bưng cho. Ngồi đi. Dạ. Đây, con mời mẹ. Nè con gái. Cảm ơn mẹ. Đợi em một tí nha. Em xin nói anh nghe về đại dương xanh. Sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Này, em mời chồng. Con mời cả nhà. Mọi người cứ ăn ngon miệng đi. Con đi xuống dưới, con bỏ quần áo vô máy giặt. Còn những cái đồ trắng á, thì con ngồi con giặt tay. Vợ ơi, nhưng mà mấy cái công chuyện đó là thường ngày anh làm mà. Không, sao mà anh làm được. Chuyện đó là chuyện của vợ. Mình ăn ngon miệng nha, em đi xuống dưới nha. Em xin ơi anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em. Trời đất ơi. Cho em đi cà phê đi anh Thường. Ủa? Dũng? Bình thường giờ này đi chợ sao hôm nay bảnh tổng cà phê vậy? Hôm nay vợ em dành đi chợ rồi. Sao kỳ vậy? Nè, không những chỉ dành đi chợ không đâu nha. Lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Vợ em không cho em đụng tay vô luôn á. Vợ em dành làm hết. Thôi đi ông ơi, xạo dừa thôi. Vợ của ông á làm gì đời nào mà thay đổi tâm tính, tự nhiên hiền dịu nết na vậy. Xạo dừa thôi. Trời ơi, tôi đâu có lý do gì phải nói xạo mấy người. Mấy người mà không tin á, chút nữa vợ tôi về là biết liền à. Anh Dũng ơi. Đó. Anh. Ai vậy? Chắc em gái Hiền Thục. Không, em nè. Em Hiền Thục. Hiền Thục? Dạ. Ủa sao bữa nay em ăn mặc bánh bèo vậy? Đi coi hát hả? Dạ đâu có, em đi chợ. Đi chợ ăn mặc kỳ vậy? Sao kỳ chị, mặc đồ vậy dễ cho giá. Anh, em có mua một con cá tây tượng. Anh coi nè, đó. Con cá tươi ghê không? Mắt nó hả còn sáng quắc luôn nè. Trong thì trong mà thịt nó hả dày vậy nè. Làm cái gì cũng ngon hết trơn á. Ừ. Thế cho chị cầm cái coi.
Trời ơi, nó con cá tươi rối nè, thấy không? Mua cá là người ta phải mua như vậy. Ai mua như ông cá như là chết rồi vậy. Nó cái cá của người ta không? À, cá không? Để đi chiên đi. À, gì vậy? Cá em à? Lộn rồi ba. Quên. Rồi. Anh thích ăn món gì? Con này á, mình về mình chiên xù nè, hay là chân tương, hay là hấp, hay là nấu canh, cái gì cũng ngon hết. Anh thích ăn món gì em về em nấu nè. Em thích ăn cái gì cũng được, để anh đi làm cho. Anh đi làm. Gì anh đi đâu vậy? Anh cứ ngồi lại đây đi. Em nói rồi, anh cứ việc cà phê cà pháo, nói chuyện tám với lại anh thường thoải mái. Xong cái em chạy về, em nấu cơm nấu nước chuẩn bị xong xuôi hết rồi, em sẽ đi bộ ra đây, em mời anh về ăn cơm nha. Dạ. Trời sao lại dạ? Anh là chồng của em mà, anh phải ừ cho em nè. Ừ. Ừ cái gì mà nhỏ xíu vậy? Anh là đàn ông, anh tên Hùng Dũng nữa, anh phải mạnh mẽ lên cho em. Ừ mạnh mẽ lên. Ừ. Không, bây giờ vậy nè. Anh ừ giống như là ừ thẳng vô trong cái bản mặt của em. Đúng rồi, em thích như vậy đó. Thương á. Nên nghe. Hôn em cái, em về em nấu cơm mà. Em về nhà mình. Chồng. Hả? Hình như em đang nằm mơ phải không? Anh tát vô mặt em cái cho em tỉnh rồi. Tát cái gì mà mạnh quá vậy hả? Khi người ta tát đã. Hey, cái này thiệt chứ phải là mơ. Có chiêu gì hay quá, chú chỉ anh đi. Đâu biết gì đâu, sáng ngủ dậy cái tự nhiên vợ em trở thành vậy á. Vậy hả? Em biết rồi. Ngồi xuống. Vợ của em mà thay đổi tâm tính một cách bất thường như vậy, chỉ có một chuyện thôi, là vợ em bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh nan y. Đúng rồi. Thường thường ở trong mấy phim truyền hình á, những người phụ nữ mà bị bệnh nan y á, cuối đời á, họ hay thay đổi tâm tính lắm. Đúng. Đó. Anh chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ bị quá vợ, em lấy vợ khác. Ôi ơi, tội nghiệp của Misa phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Không được đâu, em không muốn mất vợ đâu. Vợ ơi, anh không muốn qua vợ đâu. Tội nghiệp Dũng quá, vợ nó chết, nó lấy vợ khác, con Misa phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Anh không như vậy. Nếu mà em chết đi, anh sẽ không lấy vợ, anh sẽ gà trống nuôi con. Ông nói cái gì vậy? Hả không, anh thí dụ. Không có thể nói chuyện nữa nghe chưa? Dạ. Trời ơi. Trời ơi chết rồi. Sao mà giặt hoài nó không ra vậy không biết. Thôi kệ đi, chút thay đồ sao. Vợ ơi, em có sao không? Trời ơi, lại còn ho ra máu nữa. Em. Anh yêu. Dạ. Vợ yêu có biết là anh yêu vợ lắm không? Em biết. Không, bây giờ chết rồi, anh về sớm quá, em chưa có kịp chiên cá xong. Bây giờ anh đi lên á, anh coi tivi đi. Xong rồi em nấu ăn xong em gọi anh xuống ăn cơm nha. Không em ơi. Bây giờ cuộc đời anh không muốn coi tivi nữa. Cuộc đời anh bây giờ chỉ muốn ngắm nhìn em thôi à. Trời ơi, nhìn em làm gì? Ngày nào mà không nhìn thấy em mà cứ ngắm nhìn. Không em à, anh yêu em lắm, em phải hiểu cho anh cái điều đó. Đừng. Anh đừng có ôm em, trời ơi, nãy giờ tay chân em đang nấu bếp, người em nó dơ hôi lắm. Em nghe anh nói nè. Anh hứa, anh sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ lên, để có thể che chở cho cuộc đời của em. Bây giờ, điều quan trọng là Em đừng lao lực nữa. Em hiểu không? Ôi anh sao vậy? Anh á, bây giờ anh phải nghe lời em, đi lên coi tivi đi. Em là một người phụ nữ, là một người vợ hiền, đảm đang và hiền thục đoan trang. Bởi vậy em muốn lao lực anh ạ. Em khao khát được lao lực. Anh cứ để em làm những gì em thích đi anh. Đi anh, nha. Khi con người ta sắp chết,
họ muốn được làm những gì mà mình chưa làm. Thôi được rồi, nếu như mày bây giờ mà em vẫn thích làm thì em cứ làm đi, nhưng mà anh sẽ đứng bên cạnh, anh sẽ đứng bên cạnh để theo dõi em, quan sát em được không? Rồi thôi, muốn đứng đâu đứng, muốn làm gì làm nha, cá khét tới nơi rồi. Trời ơi. Như vậy là cô sắp đi rồi, cô sắp đi thiệt rồi. Thật không ngờ là ngày hôm nay nó đã tới rồi. Em ơi sao em chết yếu. Cái gì vậy trời? Em ơi, gì mình gì á? Nửa đêm nữa không ngủ đi, khóc lóc gì như cha chết mẹ chết vậy? Không em ơi, em đừng có giấu anh nữa, anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Cái gì? Em bị nạn y sắp chết. Ông bị điên hả? Tôi bị bệnh nan y hồi nào? Mấy bữa nay anh quan sát em, anh thấy hết rồi. Em thay đổi con người của em. Bây giờ em nói đi, em thích làm cái gì, em thích đi đâu, đi du lịch nước nào, anh rảnh ra, anh dành toàn bộ thời gian anh đưa em đi, em chỉ cần nói thích là được thôi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ gì em thì. Im nha, nói cái gì tầm bậy vậy? Tôi bệnh nan y hồi nào, đừng có mà chùa ẻo tôi. Tôi không ngờ con người của ông ấy giả tâm độc ác. Ông bỏ bùa bỏ ngải để cho tôi bị bệnh nan y. Tôi chết đi để ông lấy vợ mới đúng chưa? Phải em ơi, anh thương em còn không hết, anh đi làm những chuyện đó để làm cái gì? Em ơi, anh thấy hết, anh đứng từ xa anh thấy hết. Thấy cái gì? Thấy máu trên áo em. Máu dính trên áo thì sao? Thì đó, máu đó. Người nan y sắp chết, người ta ho ra máu mà. Ba, cái đó là máu cá ba ơi. Tôi chặt con cá, nó văng máu lên, nó xịt tới trúng cái áo của tôi. Cái gì mắc mớ gì mà hô? Tôi thử nước mắm, tôi sặc nước mắm không được hả? Rồi mà đừng có giấu đó. Ai ăn uống nè. Ai ông ai 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 ai. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là